trong năm 2023, việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh nền kinh tế ngưng trệ do dịch bệnh COVID-19. Kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động đến tình hình kinh tế trong nước và trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn trên nhiều lĩnh vực, nhất là xuất khẩu, thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thu hút FDI bị ảnh hưởng do đầu tư toàn cầu sụt giảm, cạnh tranh trên thị trường quốc tế gia tăng. Cùng với đó, các chính sách miễn giảm thuế ban hành trong năm 2022 và 2023 ảnh hưởng đến nguồn thu năm 2023 như giảm thuế bảo vệ môi trường, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, giảm tiền thuê đất năm 2022 và năm 2023. Xác định được cái nhiệm vụ chính trị năm 2023 của ngành thuế, Tây Ninh là một sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và thách thức. Dưới tinh thần trách nhiệm cao đối với địa phương thì ngành thuế chúng tôi cũng đã hạ quyết tâm chính trị, quyết tâm là phấn đấu hoàn thành cái dự toán phấn đấu do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Hội đồng nhân dân tỉnh giao trong năm 2023. Thì ngay từ những tháng đầu năm, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và các cái ngành chức năng, rồi các cấp trên địa phương. Chúng tôi xác định cái nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, rồi triển khai hiệu quả đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế trong công tác quản lý thuế trên địa bàn, kiểm soát khai thác tốt các nguồn thu mà còn có dư địa, rồi khai thác rồi kịp thời rồi bù đắp các cái khoản mà còn hụt thu mà dự báo là sẽ hụt thu trong năm 2023. Dự toán thu ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính giao cho Cục Thuế là 9.050 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 9.600 tỷ đồng và Tổng Cục Thuế giao chỉ tiêu phấn đấu là 9.622 tỷ đồng. Theo đó, ước thu ngân sách nhà nước năm 2023 là 9.625 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính giao đạt 106,4%, so với dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao đạt 100,26%, so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng Cục Thuế giao đạt 100,03%. So với thực hiện năm 2022 giảm 8,2%. Năm 2023, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã triển khai quyết liệt hiệu quả việc thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường cơ hội nợ động, đồng thời chú trọng công tác hỗ trợ người nộp thuế để giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Công tác thông tin tuyên truyền của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được triển khai đúng trọng tâm, có trọng điểm và đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của người nộp thuế. Công tác tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến các chính sách thuế mới, hóa đơn điện tử và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, các văn bản giải đáp vướng mắc của người nộp thuế, viết tin bài phản ánh hoạt động của cơ quan thuế, tuyên truyền về thuế trên tạp chí, báo Tây Ninh, đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, trên trang thông tin điện tử Cục Thuế, cổng thông tin, các hình thức email, mạng xã hội, tổ chức các buổi đối thoại tập huấn tại trụ sở cơ quan thuế. Kết quả đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, trang thông tin điện tử đã đăng tải 48 tin bài và 100 văn bản liên quan đến công tác thuế. Công tác hỗ trợ người nộp thuế, 11 tháng năm 2023, hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại 1.117 lượt, trả lời vướng mắc 144 văn bản và hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế 6.232 lượt. Bộ phận một cửa đã tiếp nhận, phân loại và chuyển giao 135.807 hồ sơ đến các phòng, bộ phận chức năng giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn theo quy định. Phòng tuyên truyền Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thì hỗ trợ giải đáp những cái thắc mắc rất là chu đáo. Hiện tại nói chung là thời gian qua, từ lúc mà em phụ trách về kế toán của các doanh nghiệp, tại vì em cũng đi qua nhiều doanh nghiệp rồi, thì đối với Cục Thuế Tây Ninh em thường xuyên, ví dụ có câu hỏi là em thường xuyên là hỏi, thì các anh chị là thường xuyên trả lời rất là nhanh, và ví dụ như những câu hỏi nào mà không thể trả lời liền á thì các anh chị nói là để nghiên cứu, rồi sau đó cũng trả lời cho em trong vòng 1 đến 2 ngày. Trước khi có hội thảo thì cơ quan thuế cũng có đề nghị các doanh nghiệp là có những cái vướng mắc nào thì cần gửi email đến cho kênh cơ quan thuế, thì bên em cũng đã có gửi email và đã được trả lời trước đó rồi ạ. Cục Thuế đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý người nộp thuế, kê khai thuế, kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng chặt chẽ đúng quy định.
Lũy kế tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, tổng số mã số thuế đạt cấp là 65.311 mã số thuế. Số người nộp thuế đang hoạt động là 33.000 mã số thuế, trong đó 6.725 doanh nghiệp, 861 đơn vị sự nghiệp, 18 đơn vị vũ trang, 577 tổ chức khác, 24.613 hộ kinh doanh cá thể, 206 nhà thầu. Ngoài ra, mã số thuế thu nhập cá nhân đang hoạt động toàn tỉnh là 945.285 mã số thuế. Căn cứ số liệu khai thác từ ứng dụng quản lý thuế tập trung đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, tổng số 5 loại hồ sơ khai thuế gồm giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên phải nộp là 41.871 lượt hồ sơ. Công tác quản lý hoàn thuế được triển khai kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật của nhà nước. Hoàn thuế giá trị gia tăng, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, cơ quan thuế đã giải quyết hoàn 207 hồ sơ với số tiền được hoàn là 1.960,56 tỷ đồng. Trong đó, hoàn thuế trước, kiểm tra sau 87 hồ sơ, kiểm tra trước, hoàn thuế sau 121 hồ sơ. Hiện tại là trên cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp với cơ quan thuế, trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế là mọi nơi, mọi lúc người nộp thuế khai thuế điện tử. Hiện tại là khai thuế điện tử đến ngày hôm nay là tới 179 lượt hồ sơ khai thuế điện tử. Về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính về hoàn thuế thì hiện tại là cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế 100% cho người nộp thuế bằng điện tử, là thực hiện từ khâu nhận hồ sơ đến khi ban hành và lệnh hoàn về hoàn thuế. Đặc biệt là trong năm 2023 này là cục thuế đã triển khai thành công cái thực hiện khoản phải nộp ID cho người nộp thuế, thì người nộp thuế tự khai và nộp tiền thì tự động sinh ra một cái mã ID để người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách, không thể mà sai sót trong quá trình nộp tiền. Và cái trong năm 2023 này thực hiện tiếp là liên thông với hộ kinh doanh với phòng đăng ký huyện, thì cái số mà từ bắt đầu thực hiện từ tháng 7 năm 2023 này là ngành thuế thực hiện liên thông là khoảng 4.748 hộ đã liên thông thực hiện cái thông tư 02. Cục Thuế Tây Ninh chú trọng triển khai nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra thông qua công tác đào tạo nâng cao trình độ năng lực cán bộ thanh tra kiểm tra thuế, đặc biệt áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập dữ liệu, phân tích rủi ro, phục vụ công tác thanh tra kiểm tra thuế. Thì cái kết quả năm 2023 tới nay đó, thì công tác thanh tra kiểm tra ngành thuế Tây Ninh đã thực hiện được 433 cuộc, đạt 84,57%. Trong đó thanh tra là 30 cuộc và kiểm tra là 403 cuộc, đồng thời là kiểm tra 2.731 cái hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Thì qua cái công tác thanh tra kiểm tra đó thì đã kiến nghị xử lý là 868 tỷ, trong đó tăng thu ngân sách là 60 tỷ, giảm khấu trừ là 14 tỷ và giảm lỗ là 793 tỷ. Ngoài cái công tác thanh tra kiểm tra theo kế hoạch đột xuất và định kỳ chuyên đề thì ngành thuế có thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế thì được kết quả là 155 cuộc, nó tương ứng với số thuế đã hoàn là 1.024 tỷ. Thì qua cái công tác kiểm tra sau hoàn thuế thì truy hoàn được 3.3 tỷ. Đối với công tác quản lý nợ thuế, thu hồi nợ thuế đã được Cục Thuế quan tâm chú trọng triển khai. Tổng số nợ thuế đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 là hơn 547,509 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu là 62,498 tỷ đồng, tăng 94,34%. Nợ 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày và trên 90 ngày là 484,990 tỷ đồng, tăng 11,6%. Nợ chờ xử lý là 0,021 tỷ đồng. Để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2023, Cục Thuế đã kịp thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung chính sách gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất tới toàn thể người nộp thuế hiểu và nắm được chính sách hỗ trợ của nhà nước. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, tổng số doanh nghiệp tổ chức được gia hạn
gồm thuế giá trị gia tăng 319 người nộp thuế, số tiền được gia hạn 388,68 tỷ đồng, số thuế giá trị gia tăng được gia hạn đã nộp ngân sách nhà nước 75,35 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng còn phải nộp 313,33 tỷ đồng, tiền thuê đất 31 người nộp thuế, số tiền được gia hạn 58,174 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 49,402 tỷ đồng. Số tiền thuê đất được gia hạn còn phải nộp đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 là 8,772 tỷ đồng. Một số chính sách giảm thuế và hỗ trợ doanh nghiệp và người dân của năm 2023. Thực hiện công tác giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101/2023 Quốc hội 15, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tính đến lũy kế đến 30 tháng 11 năm 2023 đã giảm số thuế là 355,028 tỷ đồng. Thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn theo nghị quyết số 30/2022 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15 tính lũy kế đến 30 tháng 11 năm 2023, tổng số thuế đã giảm là 389,055 tỷ đồng. Và thực hiện theo quyết định số 01/2022 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid, thì trong năm 2023, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định miễn giảm cho 76 doanh nghiệp với số thuế là 49,3 tỷ đồng. Thực hiện quyết định số 25/2023 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 có hiệu lực từ 20 tháng 11 năm 2023, thì tính đến nay là ngày 30 tháng 11 năm 2023, Cục Thuế đã ban hành quyết định miễn giảm cho 11 doanh nghiệp với số thuế miễn giảm là 23,325 tỷ đồng. Thời gian qua, Cục Thuế Tây Ninh đã đẩy mạnh điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu mới trong công tác quản lý thuế. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, đã có 5.815 doanh nghiệp và 789 hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử. Tiếp nhận xử lý thông báo cảnh báo rủi ro về thuế, hóa đơn của các cơ quan thuế địa phương khác gửi đến 459 văn bản với 361 doanh nghiệp. Về ngăn chặn doanh nghiệp thành lập mới có rủi ro về thuế, hóa đơn, Cục Thuế đã ban hành thông báo 81 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, ban hành thông báo cảnh báo doanh nghiệp có rủi ro về thuế, hóa đơn 13 doanh nghiệp, không phê duyệt đăng ký sử dụng hóa đơn do doanh nghiệp không tồn tại tại địa chỉ đăng ký kinh doanh 9 doanh nghiệp. Trong năm 2023, tập trung triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền 9 lĩnh vực, gồm ăn uống, khách sạn, nhà hàng, bán lẻ hàng tiêu dùng, trung tâm thương mại, siêu thị, nhóm bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh vàng bạc xăng dầu. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, có 136 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Triển khai định kỳ chương trình hóa đơn may mắn, ngoài việc tạo thói quen cho người mua hàng yêu cầu người bán lập hóa đơn để có cơ hội trúng những giải thưởng giá trị, còn góp phần thúc đẩy người bán hàng chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế của nhà nước. Duy trì tình hình kê khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 99,24%, nộp thuế điện tử đạt 95,01%, tỷ lệ số chứng từ nộp thuế điện tử so với tổng số chứng từ nộp thuế đạt 79,57%, tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử so với tổng số tiền nộp thuế đạt 96,09%. Phối hợp thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh, Cục Thuế đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần gồm khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tiếp cận với thủ tục hành chính và chính sách thuế dễ dàng, không mất thời gian đến cơ quan thuế. Tổng số hồ sơ khai thác trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 4 tháng 12 năm 2023 là 2.934 hồ sơ, bao gồm nộp điện tử qua cổng cơ quan thuế và cổng dịch vụ công quốc gia. Ngành thuế Tây Ninh cũng chú trọng khuyến khích cán bộ công chức thuế không ngừng thi đua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ ngân sách, tạo sự hài lòng đối với người dân doanh nghiệp. Hiện nay, tổng số công chức và người lao động tại Cục Thuế là 466 người, trong đó tổng số lao động tại văn phòng Cục Thuế là 169 người, tại các chi cục thuế khu vực là 297 người, tổng số lao động nữ là 175 người trên 466 người, chiếm 37,57%. Công tác quy hoạch. Thực hiện quy hoạch đầu kỳ 142 và giảm trong kỳ 12, cuối kỳ 130 trường hợp. Nhìn chung, công tác quy hoạch đã đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch theo hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính.
công tác bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác. Về tình hình bổ nhiệm lại, trong năm thực hiện bổ nhiệm mới 4 trường hợp, bổ nhiệm lại 2 trường hợp và miễn nhiệm 1 trường hợp. Về tình hình luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác định kỳ, đã thực hiện điều động 73 trường hợp, điều động sang đơn vị khác 1 trường hợp. Công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, Cục Thuế đã thực hiện 25 cuộc kiểm tra, trong đó thực hiện theo kế hoạch 23 trên 23 cuộc, đạt 100% kế hoạch, đột xuất 2 cuộc. Cấp Cục Thuế thực hiện 8 cuộc, cấp Chi Cục Thuế thực hiện 15 cuộc. Cục Thuế đã thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân, đảm bảo hoạt động tiếp công dân mang tính công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân trong việc tiếp cận các thông tin liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật. Trong năm 2023, tiếp công dân và người nộp thuế đến khiếu nại thắc mắc chính sách thuế 4 vụ việc. Tiếp nhận 9 đơn khiếu nại tố cáo, đã giải quyết 3 đơn, rút 3 đơn, hướng dẫn 2 đơn, còn tồn 1 đơn đang giải quyết trong thời hạn xử lý. Tiếp nhận 7 đơn phản ánh kiến nghị, đã giải quyết 7 đơn. Công tác quản lý tài chính, quản lý mua sắm tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản. Kinh phí được sử dụng năm 2023 là 139,255 tỷ đồng. Lũy kế chi đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 là 136,934 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,33%. Trong đó, kinh phí tự chủ 98,67%, kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản 88,49%. Tiết kiệm chi thường xuyên, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, hạn chế tối đa mua sắm trang thiết bị đắt tiền, tiết kiệm tối đa chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết. Công tác quản lý sử dụng tài sản, công cụ làm việc, phương tiện đi lại được quản lý chặt chẽ, thực hiện bảo dưỡng sửa chữa kịp thời trang thiết bị, nhất là thiết bị tin học, phòng máy chủ, đáp ứng phục vụ tốt cho các hoạt động tại đơn vị. Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trong công tác quản lý thuế, triển khai công tác cải cách hành chính với mục tiêu đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh, xây dựng chính phủ điện tử, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Cụ thể, về rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý, nhằm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả, thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tổng số thủ tục hành chính cấp Cục Thuế là 186 thủ tục hành chính, cấp Chi Cục là 150 thủ tục hành chính, duy trì 101 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, nâng cấp nộp các khoản thuế của cá nhân trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, như lệ phí trước bạ, nghĩa vụ tài chính đối với các khoản thu từ đất của cá nhân, hộ gia đình, thuế thu nhập cá nhân. Về triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, đảm bảo theo đúng quy trình một cửa theo quyết định của Tổng cục Thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo nghị định của Chính phủ về niêm yết và công khai minh bạch các thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân tại Cục Thuế đã được thực hiện có hiệu quả, công khai niêm yết số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đầu mối tiếp nhận phản ánh kiến nghị và hỏi đáp về thực hiện thủ tục hành chính. Lập sổ theo dõi cụ thể, tóm tắt các thông tin cơ bản về tổ chức cá nhân có nội dung phản ánh kiến nghị hoặc hỏi đáp về việc thực hiện các thủ tục hành chính, các phản ánh kiến nghị hoặc hỏi đáp được cơ quan thuế giải đáp kịp thời theo các hình thức qua điện thoại hoặc trực tiếp. Thực hiện kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, số kiến nghị tăng thu ngân sách niên độ 2022 là 42,329 tỷ đồng, số kiến nghị giảm lỗ là 346,295 tỷ đồng, đã đôn đốc doanh nghiệp nộp ngân sách 33,488 tỷ đồng, số còn phải thực hiện là 8,841 tỷ đồng. Mặc dù công tác thu ngân sách nhà nước đạt được kết quả khả quan, song vẫn còn 6 khoản thu đạt thấp và có khả năng không hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước so với dự toán đạt 84,3%, ước hụt 59 tỷ đồng và giảm 13,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân không đạt dự toán là do thu từ doanh nghiệp trọng điểm giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022 như công ty Viettel Tây Ninh, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội giảm 9,5 tỷ đồng, tương ứng 24,5 trên 34 tỷ đồng. Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh giảm 6,8 tỷ đồng, tương ứng 9,4 trên 16,2 tỷ đồng. Công ty điện lực Tây Ninh giảm 5,6 tỷ đồng, tương ứng 64,5 trên 58,9 tỷ đồng.
thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh bằng 93,5% dự toán, ước hụt 141 tỷ đồng, giảm 3,8% so với năm 2022. Nguyên nhân không đạt dự toán chủ yếu do kinh tế suy thoái, hàng hóa tiêu thụ chậm, nguồn nguyên liệu đầu vào một số ngành hàng như may mặc, giày da thiếu, chi phí sản xuất tăng. Thuế thu nhập cá nhân là 1.110 tỷ đồng, hụt 50 tỷ đồng bằng 95,7% dự toán, giảm 20,7% so với năm 2022. Giảm chủ yếu từ thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản. Thuế bảo vệ môi trường là 375,7 tỷ đồng, hụt 74 tỷ đồng so với dự toán, đạt 83,5% so với cùng kỳ năm 2022, giảm 5,7%. Nguyên nhân không đạt dự toán là do thực hiện giảm mức thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Lệ phí trước bạ là 388 tỷ đồng, hụt 49 tỷ đồng so với dự toán, đạt 88,8% so với cùng kỳ năm 2022, giảm 40,7%, giảm thu từ lệ phí trước bạ từ ô tô và nhà đất. Thu tiền thuê đất là 154 tỷ đồng, hụt 76 tỷ đồng so với dự toán, đạt 67,1% so với cùng kỳ năm 2022, giảm 24,7%. Nguyên nhân không đạt dự toán là do ảnh hưởng của việc thực hiện quyết định số 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất năm 2022. Quyết định số 25 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2023 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân nộp tiền thuê đất hàng năm. Trên cơ sở đánh giá khả năng thu ngân sách năm 2023, nhận định tình hình năm 2024, các yếu tố từ bên ngoài sẽ còn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các chính sách thuế sửa đổi bổ sung và các chủ trương của nhà nước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp tục ảnh hưởng đến công tác thu trên địa bàn. Tình hình thu ngân sách nhà nước dự báo vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức mới. Cục thuế Tây Ninh xác định các nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cần tập trung triển khai trong năm 2024. Phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, chủ động đánh giá tình hình kinh tế trong nước, địa phương, phân tích nhận định những tác động của kinh tế xã hội và chính sách tài khoá tiền tệ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu tìm ra giải pháp phù hợp để công tác điều hành thu ngân sách nhà nước đạt hiệu quả. Tính toán cụ thể các yếu tố tăng giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay đổi chính sách pháp luật về hỗ trợ thuế, phí, lệ phí, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh để điều hành đôn đốc thu đạt kết quả cao nhất theo hướng bền vững, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tránh thất thoát, giảm thiểu rủi ro. Tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu, tăng cường công tác quản lý chống thất thu, nhất là chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh trong điều kiện phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế, quyết liệt xử lý nợ động thuế và kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế. Tập trung phân tích kỹ rủi ro thu nhập thông tin doanh nghiệp trước khi triển khai thanh tra kiểm tra, rút ngắn thời gian, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả chất lượng các cuộc thanh kiểm tra. Thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng phòng, chi cục thuế khu vực, từng đội thuế, từng công chức thuế, hàng tháng, quý, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đặt ra. Thực hiện rà soát phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ.